Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC14, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều đoạn đường trong khu quy hoạch dân cư ở Quy Nhơn đã trở thành bãi tập kết container nơi sản xuất khung tiền chế, sắt vụn phế liệu, cây gỗ ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại của người dân. Phản ánh của khán giả Ngọc Vân, số điện thoại 0388 3 số cuối 113. Dù đã tích cực nhắc nhở, song tình trạng người dân huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai chăn thả đàn bò dọc hai bên đường vẫn diễn ra thường xuyên, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vừa mất mỹ quan đô thị. Phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phản, số điện thoại 0974 3 số cuối 776. Người dân vẫn ồ ạt làm các ô lồng để thả nuôi tôm hùm trên vịnh Cam Ranh, dù đã có lệnh di rời trên vịnh nhằm bảo vệ môi trường. Phản ánh khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Bắt được càng đức khủng, một người dân ở Vĩnh Long đã tặng cho chùa phóng sinh. Phản ánh khán giả Trần Thu Nga, số điện thoại 0337 3 số cuối 637. Xe nước nghĩa tình mùa khô hạn cứu cánh cho hàng ngàn hộ dân ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua. Chia sẻ của khán giả Phạm Như Quỳnh, số điện thoại 0945 3 số cuối 374. Mới ra tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng mà Nguyễn Văn Thanh, 39 tuổi, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang vẫn không chịu hoàn lương. Mới đây, đối tượng này đã trở lại nhà giam chờ ngày lãnh án vì đã có hành vi lừa tình nhiều phụ nữ chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 1 tỷ đồng. Thông tin từ khán giả Phạm Văn Tuấn có số điện thoại 0884 3 số cuối 567 cho biết, sáng 30 tháng 5, Công an thành phố Rạch Giá đã hoàn tất thủ tục bàn giao vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Văn Thanh. Theo kết quả điều tra, mặc dù Thanh đã có vợ con nhưng đối tượng này vẫn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người phụ nữ quá chồng lân la làm quen. Nhằm tạo lòng tin, Thanh tự giới thiệu là thạc sĩ, kỹ sư, giám đốc công ty, có gia đình định cư ở nước ngoài và bản thân thì chưa có vợ con. Vì vậy, chị Nguyễn Thị Ngọc Vân, 25 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang đã sập bẫy của Thanh. Cuối năm 2019, biết chị Vân có ý định mua bất động sản thì Thanh nói mình sẽ hùn tiền cùng chị này mua nhà xây tổ ấm. Chị Vân tin tưởng nên đã giao số tiền gần 500 triệu đồng cho Thanh để mà mua nhà tại thành phố Rạch Giá như đã thỏa thuận trước. Sau khi lấy tiền được thì Thanh không mua nhà mà sử dụng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đợi mãi không thấy nhà đâu, trong khi Thanh thì đã biến mất. Biết mình bị lừa nên chị Vân đã đến công an trình báo. Và ngay sau đó thì Thanh đã bị công an bắt giữ. Ngoài vụ lừa đảo chị Vân thì Thanh còn thực hiện lừa đảo 3 người phụ nữ khác với cùng thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng và 4 lượng vàng 24 carat. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thời gian vừa qua, người dân quanh khu vực 5 phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nhất là bên cạnh Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng của tỉnh, bức xúc vì nhiều đoạn đường trong khu quy hoạch dân cư ở địa phương đã trở thành bãi tập kết xe kéo, xe container và sản xuất khung tiền chế, sắt vụn, phế liệu, cây gỗ thì ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại của người dân, nhất là các em học sinh và gây mất mỹ quan khu dân cư. Theo khán giả Ngọc Vân, số điện thoại 0388 3 số cuối 113 thì người dân sinh sống và di chuyển qua đây vô cùng bức xúc, song cũng đành bất lực bởi sự ngang ngược của các tổ chức cá nhân. Khung tiền chế, sắt vụn phế liệu, cây gỗ ngổn ngang. Đó là những gì dễ dàng bắt gặp khi di chuyển qua khu vực 5, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, nhất là bên Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng của tỉnh Bình Định. Đáng nói, tình trạng này diễn ra khá lâu, nhưng lực lượng chức năng có thẩm quyền của địa phương lại không kiểm tra xử lý. Nơi này, ngày ngày có hàng trăm em học sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở phổ thông qua lại, như một cái bẫy đang giăng và chờ dịp ra tai họa cho bất cứ ai khi bất cẩn tham gia giao thông tại khu vực này.
Nghị định 171/2013 của Chính phủ quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 đến 10 triệu đồng đối với các tổ chức sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ, làm nơi tập kết trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị và các loại vật dụng khác. Vì một không gian xanh và an toàn, môi trường xanh sạch đẹp, thiết nghĩ các cấp chính quyền cần có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh việc chiếm dụng đường bộ, hành lang an toàn giao thông tại khu vực này và ngăn ngừa những hiểm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho những người dân khi phải tham gia giao thông trên những đoạn đường này. Thưa quý vị, đã nhiều tháng nay trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Phú Mỹ, xã Ia Bang, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai thì tình trạng người dân địa phương chăn thả đàn bò dọc bên hai tuyến đường vẫn diễn ra khá thường xuyên. Khán giả Phan Mạnh Phan số điện thoại 0974 3 số cuối 776 cho biết, việc làm này không chỉ gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Theo người dân của xã Ia Kren thì đã nhiều tháng nay trên quốc lộ 14, hiện tượng trâu bò hàng đàn kéo qua đường vẫn tái diễn, thậm chí chất thải trâu bò cứ vô tư tràn ra đường. Trước thực trạng này, khán giả Phan Mạnh Phàn cũng đã đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm để tạo sức răn đe, từng bước ngăn chặn tình trạng chăn thả gia súc trên quốc lộ 14. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhận thức được những mối nguy hiểm từ việc chăn nuôi gia súc dọc quốc lộ, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, mặc dù tỉnh Khánh Hòa đã có quy hoạch di dời các lồng bè nuôi tôm hùm về vùng biển của xã đảo Cam Bình, tuy nhiên hiện nay thì người dân vẫn liên tục làm mới các ô lồng để mà thả nuôi tôm hùm trên vịnh Cam Ranh, bất chấp cảnh báo và yêu cầu từ chính quyền địa phương. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội số điện thoại 0904 3 số cuối 914 ngay sau đây. Ghi nhận tại các phường ven biển thành phố Cam Ranh những ngày qua, có đến hàng chục, hàng trăm ô lồng nuôi tôm hùm xanh được người dân các phường Cam Phúc Nam, Cam Linh làm mới ồ ạt với đủ các loại kích cỡ. Quan sát từ các bãi cạn ven biển đến các khu dân cư đông đúc, đâu đâu cũng thấy rất nhiều ô lồng mới toanh nuôi tôm hùm dựng đầy trên các con đường. Các ô lồng này sẽ được người dân thả nuôi trên vùng biển nơi đây. Được biết, trước tình trạng hàng ngàn ô lồng bè nuôi trồng thủy sản, trong đó trên 80% là ô lồng nuôi tôm hùm xanh gây ô nhiễm nghiêm trọng cho cả vùng biển, thành phố Cam Ranh đã có quy hoạch buộc các chủ ô lồng bè phải di rời toàn bộ về vùng biển của xã đảo Cam Bình từ nay đến hết năm 2020 để cân bằng sinh thái cho vịnh Cam Ranh. Tuy nhiên hiện nay, người dân vẫn tiếp tục ồ ạt phát triển, làm mới thêm hàng trăm ô lồng nuôi tôm hùm để tiếp tục thả nuôi trên vùng biển này, rất đáng báo động. Thưa quý vị, vùng nuôi tôm ở vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên nhiều năm vừa qua thường xuyên phải đối mặt với rủi ro do ô nhiễm môi trường. Vài năm gần đây thì cùng với việc triển khai công tác quản lý chất thải trong quá trình nuôi tôm thì một giải pháp được xem là hiệu quả kép, giúp giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm được chi phí thức ăn. Đó là nuôi hàu trên đầm kết hợp với nuôi tôm hùm. Ghi nhận của khán giả Quản Ngọc Loan số điện thoại 0978 3 số cuối 537. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vùng nuôi tôm trọng điểm Vũng Chào thuộc xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu. Trên mặt nước, bên cạnh những lồng bè nuôi tôm hùm là những bè hàu sống. Thức ăn cho tôm hùm trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát cũng chính là hàu. Nhờ vậy mà người nuôi giảm được chi phí, cầm cự qua mùa dịch.
chứ mà nuôi hầu thì nó cũng lọc nước tốt lắm. Thì đúng vậy chứ mà bây giờ dân đe số người ta không có, nói chung là mạnh ai nấy mạnh á, người ta cứ la vậy chứ nó không có nằm trong quy hoạch. Ví dụ quy hoạch là cái khu nào người ta nuôi hầu thì nuôi hầu, khu nào nuôi tôm thì nuôi tôm. Còn đây cứ mạnh ai nấy mạnh, lại cái đại tre ai muốn gì muốn á. Tại sông Cầu, thời điểm tôm hùm xuống giá thê thảm do không xuất khẩu được, phương pháp được nhiều người áp dụng để giữ đàn tôm đó là sử dụng hàu sống được thả nuôi ngay trong vùng nuôi để cho tôm hùm ăn. Bên cạnh tự chủ nguồn thức ăn sạch tại chỗ, cái được lớn nhất từ nuôi hàu mà người dân nào cũng thấy được đó là cải tạo môi trường nước. Cứ như vậy là một bữa là mình ăn ví dụ là 1 triệu thì bữa nay là mình gói đây là mình dư được 1 triệu. À, cứ vậy. Cứ phát hơi miếc. Chừng nào hết rồi mình ăn lại màu. Tốt chứ, cái chỗ hôm nay mà ấy là ông tin chạy xét lại, bây giờ nước nó xanh mà, xét bên đây này, nước nó xanh lắm. Để đầu tư một bè hàu như thế này, nếu bằng tre, người dân cần khoảng 10 triệu đồng. Còn nếu làm bằng cây cồn, có tuổi thọ cao hơn, thì chi phí có thể lên đến 20 đến 30 triệu. Là dòng nhuyễn thể hai mảnh vỏ, khi bè được thả xuống đầm, hàu tự nhiên cứ thế bám vào các dây treo và lọc những thành phần hữu cơ lơ lửng trong nước để phát triển. Bởi thế các nhà khoa học ví hàu như máy lọc nước sinh học. Nói chung là cái cũng nhờ cái con hàu đây thì mình mới nuôi thời gian được dài. Nhờ con hàu chứ nó con học con hàu đây nó lọc nước sạch lắm nha. Những năm trước mùa nắng nóng, vùng nuôi tôm Vũng Chào màu nước thay đổi liên tục, có khi chuyển sang đỏ quạch do ô nhiễm. Thì nay với sự có mặt của những bè hàu, môi trường nước khu vực này đã cải thiện rõ rệt. Nước trong nhìn thấy đáy. Dịch bệnh cũng vì thế ít phát sinh hơn. Vấn đề còn lại là phải tính toán mật độ bè hàu trong từng vùng nuôi hợp lý nhằm phát huy tối đa tác dụng cải thiện môi trường và hạn chế xung đột với các hoạt động kinh tế khác trong đầm vịnh. Mới đây trong quá trình tát mương thì một nông dân ở Vĩnh Long đã bắt được một con càng đước nặng gần 10 kg. Thông tin từ khán giả Trần Thu Nga số điện thoại 0337 3 số cuối 637 tìm hiểu được thì đã có người trả giá con càng đước này với giá 2 triệu đồng. Nhưng người bắt được thì vẫn không đem bán mà lại đem gửi tặng cho một ngôi chùa gần đó. Theo người dân địa phương, người bắt được con càng đước này là anh Nguyễn Minh Nghĩa, ngụ tại khóm 1 thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 5, trong lúc anh Nghĩa đang ở dưới mương tát cá, bất ngờ đụng phải một vật thể lạ. Thấy một sinh vật ló đầu ra tưởng là lươn, anh định cầm cây chĩa chuẩn bị đâm vào đầu, thì bất ngờ phần mai nhô lên mặt nước. Biết đây là càng đước nên anh Nghĩa đã đưa vào nhà. Được biết con càng đước này nặng đến 10 kg. Ngay khi biết tin anh Nghĩa bắt được càng đước khủng, nhiều người lân la hỏi mua, thậm chí có người trả giá 2 triệu đồng nhưng anh vẫn không bán. Nhiều cụ ông sống lâu năm ở địa phương cho biết, nhìn vào trọng lượng và lớp mai của càng đước đã bị bong chóc khá nhiều, cho thấy con vật này phải có tuổi thọ khoảng 100 năm, nên anh nhất quyết đem gửi vào chùa gần nhà để phóng sanh. Nó nằm trong đó chặt quá, con mới bắt nó ra mà nếu để lật xuống thì nó bò, con mới lật ngược lên tính chờ đằng cái chú Phật tử với chợ kia đặng lên mà khắc ở trên cái lưng đó đặng mà như mình khắc là chùa phóng sanh hay là cái tên chùa gì đó, đằng sau này như nó có lỡ mình lạc ra thì người ta thấy cái dấu đó người ta không dám ăn, nó tội vậy đó. Rồi cái để nằm lên nó ló đầu ra, nó giải, nó làm khọt. Thấy giải qua hồi con lồng còn con ngồi dậy, con mới cúng cái thức là phóng sanh cho nó đó. Rồi cái cô kia lên thả đó, rồi chừng nào có cái chú Phật tử kia lên khắc thì bắt nó sao. Để tránh bị lạc mất, nhà chùa khắc thêm ký hiệu chữ Vạn và tên chùa Phước Tường trên phần mai của càng đước, đồng thời thả trong đài quan âm của khuôn viên chùa để tiện chăm sóc. Mấy ngày đầu khi mới đem về, con càng đước này rất nhát, nhưng vài ngày trở lại đây đã dạn dĩ hơn, hay di chuyển trong khuôn viên chùa khiến nhiều người ghé thăm đều thích thú. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Lâm Đồng đang bước vào thời gian khô hạn khá gay gắt. Ở một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt và làm ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của người dân. Thiếu nước sinh hoạt sử dụng thì người dân đã phải mua nước do các tư nhân cung cấp với giá cao để mà sử dụng hàng ngày. Vì vậy, để giúp người dân vượt qua khó khăn trong mùa khô hạn thì một nhóm thanh niên thiện nguyện ở thị trấn Dran,
huyện Đơn Dương của Lâm Đồng đã tình nguyện cung cấp nước sinh hoạt miễn phí. Ghi nhận sau đây của khán giả Phạm Như Quỳnh, số điện thoại 0945 và số cuối 374 sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về việc làm hết sức ý nghĩa của nhóm thanh niên này. Cứ 3 giờ chiều mỗi ngày, hơn chục đoàn viên thanh niên của tổ dân phố Phú Thuận 1, Phú Thuận 2 ở thị trấn Đờ Răn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, do anh Nguyễn Minh Dũng làm trưởng nhóm lại tập hợp đông đủ. Sau chừng 5 phút trao đổi những công việc cần thiết, họ nhanh chóng tản ra. Người đi lấy xe tải nhỏ, người đi liên hệ với những hộ dân có giếng khoan nước gần đó để xin nước. Khi những chiếc xe tải nhỏ, xe ben tập hợp đông đủ, mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc. Người thì khiêng những chiếc bồn để chở nước chất lên xe, rồi lắp motor, người lại kéo dây lấy nước rửa từng chiếc bồn. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, 6 chiếc bồn chứa đầy áp nước nằm trên 5 chiếc xe tải nhỏ bắt đầu di chuyển ra khắp các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Đờ Răn, những nơi đang thiếu nước sinh hoạt. Như vậy là cái đợt này mấy ngày nay, cả tuần nay là cả em ở dưới Phú Thuận rồi tổ chức đưa cái xe nước mà nước sạch rất là trong về cho bà con ở đây, thì nói chung là cả cô và bà con ở đây mừng vô cùng mà rất là cảm động. Vì không có nước là coi như nó bế tắc rất nhiều vấn đề em ạ. Trong thời gian gần đây, tình trạng nắng hạn gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của bà con nhân dân trong huyện. Riêng đối với thị trấn Đờ Răn, những ngày đầu tháng 5, tình trạng thiếu nước sinh hoạt bắt đầu khi nhiều giếng nước đã khô cạn. Trong khi đó, nhà máy cấp nước sinh hoạt của thị trấn không đủ công suất để đáp ứng nhu cầu của người dân. Để có nước sinh hoạt, nhiều hộ dân phải đi mua, vừa tốn tiền, vừa không đảm bảo chất lượng. Trước tình hình khó khăn, thiếu thốn về nước sinh hoạt, anh Nguyễn Minh Dũng cùng với một số đoàn viên thanh niên hiện sinh sống trên địa bàn tổ dân phố Phú Thuận 1, Phú Thuận 2 đã thành lập một nhóm tình nguyện đứng ra kêu gọi vận động anh em tham gia đóng góp tiền mua bồn chứa nước, huy động xe tải nhỏ của mỗi gia đình đến vận chuyển nước để cấp nước sạch miễn phí cho các khu dân cư trên địa bàn. Thấy được ý nghĩa của hoạt động này cũng như tâm huyết, lòng sẻ chia của các thành viên trong nhóm, nhiều đoàn viên thanh niên trong tổ dân phố Phú Thuận 1, Phú Thuận 2 đã tình nguyện tham gia. Từ 5 thành viên ban đầu, đến nay nhóm đã có gần 20 người. Mỗi ngày nhóm dùng xe tải, xe ben chở 6 bồn nước với dung tích trên 6.000 lít đến tận khu dân cư để cấp nước miễn phí cho từng hộ gia đình. Anh em cũng ở đây cũng đi làm việc làm thuê ở trên thị trấn Đờ Răn, thì cũng thấy những cái người họ bị thiếu nước, tiền thì không có, còn nước sạch đó thì bị cúp, kiểu như là mùa hạn hán thì không có nước để xài. Thì anh em mới thấy vậy, thì ở dưới tụi em thì cũng nước, nguồn nước cũng còn dư dả, nó cũng còn sạch, thì là tụi em cũng có cái ý tưởng là cho nước sạch ở trên đó, thì mỗi anh em cũng góp phần giúp hỗ trợ ý tưởng của nhau. Thì nói chung thì bên em thì có xe, rồi mấy ông anh thì có bồn chứa nước, rồi người thì có motor, rồi cũng người cũng bỏ công sức. Nói chung thì thanh niên cũng đông, anh em tụi em ai cũng thấy là hạnh phúc, cũng vui, đi hỗ trợ được nhiều người thì cũng rất là vui. Chương trình cấp nước sạch miễn phí của nhóm đoàn viên thanh niên tình nguyện đến từ tổ dân phố Phú Thuận 1, Phú Thuận 2 tuy mới khởi động gần 2 tuần lễ nhưng đã góp phần không nhỏ giúp người dân thị trấn Đờ Răn vượt qua cơn khát mùa khô. Để có lượng nước cung cấp cho từng hộ dân phải đổi lại bằng những giọt mồ hôi thấm đẫm trên những chiếc áo, trên từng gương mặt của các bạn đoàn viên thanh niên. Họ không quản ngại trời nắng nóng, đường xá xa xôi để đưa nước sạch đến với bà con nhân dân. Phần cuối chương trình như thường lệ, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Mới ra tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản,
Nhưng Nguyễn Văn Thanh, 39 tuổi, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, vẫn không chịu hoàn lương. Mới đây đối tượng này đã trở lại nhà giam chờ ngày lãnh án vì đã có hành vi lừa tình nhiều phụ nữ chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 1 tỷ đồng. Phản ánh của khán giả Phạm Văn Tuấn, số điện thoại 0884, 3 số cuối 567. Thời gian vừa qua, người dân quanh khu vực 5, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bức xúc vì nhiều đoạn đường trong khu quy hoạch dân cư ở địa phương đã trở thành bãi tập kết nhiều xe kéo, container sản xuất cùng tiền chế, sắt vụn phế liệu, cây gỗ ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại của người dân, nhất là các em học sinh, và gây mất mỹ quan khu dân cư. Người dân sinh sống và di chuyển qua đây vô cùng bức xúc, song cũng đành bất lực bởi sự ngang ngược vô tư của các cá nhân, tổ chức chủ thể. Phản ánh của khán giả Ngọc Vân, số điện thoại 0388, 3 số cuối 113. Đã nhiều tháng nay trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Phú Mỹ, xã Ia Bang, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, tình trạng người dân địa phương chăn thả đàn bò dọc hai bên đường diễn ra thường xuyên. Việc làm này không chỉ gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm để tạo sức răn đe, từng bước ngăn chặn tình trạng chăn thả gia súc trên quốc lộ 14. Phản ánh khán giả Phan Mạnh Phan, số điện thoại 0974 và số cuối 776. Dù tỉnh Khánh Hòa đã có quy hoạch di dời các lồng bè nuôi tôm hùm về vùng biển xã đảo Cam Bình, tuy nhiên hiện nay người dân vẫn liên tục làm mới các ô lồng để thả nuôi tôm hùm trên vịnh Cam Ranh, bất chấp cảnh báo và yêu cầu từ chính quyền địa phương. Được biết trước tình trạng hàng ngàn ô lồng bè nuôi trồng thủy sản, trong đó có trên 80% là ô lồng nuôi tôm hùm xanh, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho cả vùng biển này. Phản ánh khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904, 3 số cuối 914. Vùng nuôi tôm Vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên nhiều năm qua thường xuyên phải đối mặt với rủi ro ô nhiễm môi trường. Vài năm gần đây, cùng với việc triển khai công tác quản lý chất thải trong quá trình nuôi tôm, một giải pháp được xem là hiệu quả kép giúp giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm được chi phí thức ăn, đó là nuôi hàu trên đầm vịnh kết hợp với nuôi tôm hùm. Ghi nhận của khán giả Quản Ngọc Loan, số điện thoại 0978, 3 số cuối 537. Mới đây trong quá trình tát mương, một nông dân ở Vĩnh Long đã bắt được một con càng đước nặng gần 10 kg. Đã có người trả mua con càng đước với giá 2 triệu đồng nhưng người bắt vẫn không bán mà đem gửi tặng cho một ngôi chùa gần đó. Để tránh bị lạc mất, ngôi chùa khắc thêm ký hiệu chữ Vạn và tên chùa Phước Tường trên phần mai của con càng đước, đồng thời thả trong đài Quan Âm của khuôn viên chùa để tiện chăm sóc. Phản ánh của khán giả Trần Thu Nga, số điện thoại 0337, 3 số cuối 637. Hiện nay Lâm Đồng đang bước vào thời gian khô hạn khá gay gắt. Ở một số địa phương trong tỉnh xuất hiện tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thiếu nước sử dụng, người dân phải mua nước do các tư nhân cung cấp với giá cao để dùng hàng ngày. Vì vậy, để giúp người dân vượt qua khó khăn trong mùa khô hạn, một nhóm thanh niên thiện nguyện ở thị trấn Yarang, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đã nguyện cung cấp nước sinh hoạt miễn phí. Chia sẻ của khán giả Phạm Như Quỳnh, số điện thoại 0945, 3 số cuối 374. Chương trình góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi tới địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình, đó chính là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.